sướng thế này bảo sao mỹ nhân Vbiz ai cũng chịu đẻ, bà xã Chi Bảo nhận ngay hai xế hộp 15 tỷ, tuyên bố một câu xanh dờn chồng nghe mắt dạ. À, năm nay vừa có quà một thiên thần để em bé lại vừa được ông xã tặng cho hai chiếc xe luôn, quá đã quá đã. Oai nhận một lần nguyên bộ nữ trang đính hơn 1.200 viên kim cương. Đây chắc chắn là những mỹ nhân số hưởng nhất trong Vbiz, mang bầu là nhận quà khủng từ ông xã, bảo sao các chị chẳng ngại đẻ, lý do thế này đã qua thuyết phục rồi. Lý Thùy Trang đã sinh cho Chi Bảo một quý tử vô cùng kháo khỉnh, đáng yêu và cô nàng lại đang mang thai lần hai trong sự vui mừng, hân hoan, dưỡng thai theo phong cách quý tộc, vi vu thế giới, an toàn sơn hào hải vị, mua sắm hàng hiệu như đi chợ. Mới đây nữ doanh nhân này còn được chồng thưởng nóng vô cùng ấn tượng. Theo đó Chi Bảo đã tặng vợ hai chiếc xe hơi hạng sang đến từ thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, một chiếc có giá ước chừng là 6,7 tỷ, còn cái kia là 8,679 tỷ, tổng hai chiếc xe là hơn 15 tỷ đồng, vậy là đủ thấy nam diễn viên này yêu vợ ra sao nhận được quà siêu khủng thế này cô nàng lý thủy trang đã không thể giấu được niềm hạnh phúc và lập tức khoe ngay quà khủng kèm với lời bộc bạch vô cùng mát lòng mát dạ anh chồng hơn 16 tuổi rằng mặc dù còn mấy ngày nữa mới tới sinh nhật nhưng anh đã mở hàng thế này chắc sẽ đắt hàng lắm đây cảm ơn người chồng quốc dân của em rất nhiều cứ mỗi lần sinh baby là lại có quà như này chắc phải đẻ 3 năm một nhiệm kỳ thôi đây cũng là hai chiếc xe mà cô nàng đã thích từ lâu chưa kịp phung tiền thì đã được chi bảo thực hiện thay phương oanh sau khi trở thành vợ sắc bình thì chính thức bước vào con đường làm dâu hào môn làm phu nhân tài phiệt Cô chẳng cần phải vất vả đi làm, trong thời gian dưỡng thai thì luôn được chồng tẩm bổ bằng những món vô cùng bổ dưỡng và ngon miệng. Chưa hết, người đẹp này còn được chồng tặng ngay cho bộ trang sức kim cương vô cùng quý giá khi bụng đã nhô cao. Đây là món quà bất ngờ mà người đẹp này chỉ được biết khi nhận quà thôi. Bộ trang sức này gồm nhẫn, vòng cổ, vòng tay và bông tai, được tạo ra từ hơn 1.200 viên kim cương. Chế tác độc quyền theo yêu cầu phải sang, phải độc lạ khác biệt thể hiện cho tình yêu vĩnh cửu của cả hai do chính xác bình yêu cầu. Và bộ trang sức này có giá trị lên tới 10 tỷ đồng và được nhà sản xuất tiết lộ rằng chỉ có 1% dân số trên thế giới có thể sở hữu thôi đấy. Sau khi nhìn thấy món quà, Phương Oanh đã không thể giấu nổi cảm xúc trầm trồ, còn trước đó cô cũng lập tức khen chồng rằng: "Ông Hồng hài nhi này bây giờ biết lãng mạn và chịu khó gây bất ngờ cho vợ gây không, yêu thế chứ." Thật ông Hải nhi này. Dạo này rất thích cái kiểu bất ngờ với cả là đột xuất như này nhá Bộ 3 chiếc này là được kép từ hơn 1.200 viên kim cương tự nhiên Đoàn Di Băng là nữ đại gia được chồng cương chiều Yêu thương không dẫn đầu thì cũng nằm trong top dẫn đầu của Vbiz còn nhớ trước đây khi mang thai con gái thứ hai, người đẹp này từng được chồng tặng ngay cho căn biệt thự siêu khủng trị giá 22 tỷ đồng để động viên tinh thần. Còn lần thứ tư này hai vợ chồng đang rất háo hức ngóng chờ thiên thần nhỏ và chồng đại gia vẫn tiếp tục khiến vợ đẹp hạnh phúc bằng nhiều cách. Trước đó, ông xã Đoàn Di Băng từng chăn trở vì không muốn vợ tiếp tục mang thai. Nam doanh nhân từng chia sẻ, anh thương vợ anh lắm, anh đã từng bảo sẽ không để bà ấy đẻ nữa vì sức khỏe, nhưng bà ấy quyết dưỡng sức lại và sinh tiếp cho anh. Chính Đoàn Di Băng đã đăng tải hình ảnh được chồng cho ngâm chân nước gừng ấm, tự tay lau chân nhẹ nhàng, rồi cứ một lúc lại chạy đến ôm, xoa bụng vợ đang chú ý hơn là ông xã đoàn di băng còn tậu hẳn chiếc xế hộp sang xịn mịn có giá trị ước tính lên tới 19 tỷ đồng để làm phương tiện đi khám thai của vợ anh cho biết giai đoạn này vợ cần đi êm ái chồng mua cho vợ nè xe đang về vợ chịu khó chờ tầm tháng nữa nha cứ thế này bảo sao đoàn di băng phải làm ivf bằng mọi giá để sinh thêm con cho chồng